Mục đích của việc tu hành. Hồi ở Hung Gia Lợi, tôi nói tôi sẽ đưa quý vị lên cảnh giới thứ năm. Và quý vị muốn lên cảnh giới cao nhất. Để làm gì? Mục đích đâu phải lên cảnh giới càng cao càng tốt. Mục đích là đồng thể với Thượng Đế, ở đâu cũng được, giải thoát khỏi sinh tử và giúp tha nhân khi cần giúp. Cảnh giới thứ năm là hoàn hảo cho việc này. Đa số nhân loại chỉ đi tới đi lui trong năm cảnh giới. Đa số chúng sinh. Thành thử quý vị ở cảnh giới thứ năm thì dễ kéo họ lên. Nếu quý vị lên tầng cao nhất thì mỗi lần muốn xuống tầng thứ năm sẽ mất rất lâu, rồi lại mất một thời gian rất lâu nữa để xuống tới dưới này. Tầng thứ năm là ở giữa. Muốn chào hỏi đấng tối cao cũng dễ. Và muốn giới xuống dưới này kéo chúng sinh đau khổ lên cũng dễ. Đây không phải là chuyện tranh đua, hiểu không? Đồng thể với Thượng Đế không có nghĩa là quý vị phải ở đẳng cấp cao nhất của Thượng Đế. Vì đa số người họ đang đau khổ trong thế giới vật chất, cho nên quý vị quanh quẩn ở đó thì có thể đi xuống giúp họ bất cứ lúc nào. Thân thể quý vị gồm có đầu, mình, bao tử, thân thể, ngón chân này kia. Tất cả đều là quý vị. Ngay cả cái móng tay nhỏ xíu cũng là quý vị. Phải có người nào đó là móng tay chứ. Đâu thể nào ai cũng là cái đầu, đúng không? Vậy có tới bao nhiêu cái đầu? Chỉ có đầu thôi, không có gì nữa hết. Rồi đầu lăn lông lóc, không có tay để cầm gì cả, không có dạ dày để mà thưởng thức đồ ăn, không có chân để bước. Vậy cũng vô dụng thôi, đúng không? Giả sử quý vị chỉ có cái đầu, dù 100 cái đầu, không có gì khác, có tốt không? Không, đã nói rồi. Thành ra đừng có tham lam. Nói là, ồ, tầng thứ 5 con không thích. Cảnh giới thứ 3 quý vị còn chưa đến mà nói con không thích cảnh giới thứ 5. Thật là buồn cười và kỳ cục. Chúng ta vậy là tốt rồi, hiểu không? Thượng Đế đặt mình ở đâu cũng tốt. Miễn sao chúng ta được giải thoát và chúng ta hữu ích cho vũ trụ. Đừng có đòi hỏi vũ trụ phải làm gì cho mình. Hỏi xem mình làm gì được cho vũ trụ. Ý tôi là cho chúng sinh nói chung. Bí quyết tu hành, hoàn toàn tin vào sư phụ. Bí quyết tu hành của tôi là không có bí quyết gì cả. Sư phụ và khán giả cười. Tôi thật sự rất ngây thơ. Hồi đó tôi dâng hết cho Thượng Đế và Thầy tôi, lúc Ngài còn sống. Sau khi Ngài qua đời thì tôi bắt đầu thấy ai cũng như là sư phụ của mình. Tôi rất tin là Thầy tôi lúc nào cũng săn sóc tôi, đi đâu cũng được Ngài chăm sóc, không ai có thể hại được mình, cho nên người nào tôi cũng tin. Tôi đối xử với mọi người rất tốt, giống như đối xử với sư phụ tôi vậy. Không phải vì tôi kính trọng Ngài, mà vì tôi thấy sư phụ có trong tất cả mọi người. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng Thượng Đế tính bên trong con người. Tôi thấy ánh sáng của Thượng Đế chiếu sáng khắp mọi nơi. Tất cả chúng sanh đều có Thượng Đế tánh. Tất cả đều là hiện thân của sư phụ tối cao. Nhưng cái này quý vị không thể bắt chước, bởi vì quý vị chưa có tới mức đó. Thành ra tốt hơn hãy thận trọng. Tôi vẫn còn ở đây. Quý vị tin tôi là đủ. Nếu tâm bị lo ra quá nhiều, quý vị không thể nhất tâm tu hành. Nếu không tin tôi thì hãy cắt đứt quan hệ. Đi tin một người nào khác và đặt toàn tâm, toàn ý vào người đó. Làm theo lời người đó, xem có kết quả gì không. Như vậy tốt hơn. Chứ đừng đứng mỗi chân một thuyền, sau một hồi sẽ rơi xuống biển. Tôi không thể nói bí quyết tu hành của tôi. Sự thật là tôi không có bí quyết. Có thể bí quyết duy nhất là sự ngây thơ của tôi. Thượng Đế chăm sóc cho những người khờ khạo. Bởi vì họ yếu đuối như một em bé, ai cũng muốn bảo vệ cho nó. Khi thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi, bơ dơ lạc lõng, chúng ta mau lẹ ẵm nó lên, mặc dù chúng ta không phải là cha mẹ nó. Thấy nó khóc, chúng ta dỗ về. Thấy nó đói, chúng ta mau mau cho nó ăn. Bởi vì em bé quá ư dụng về, thơ ngây, vô tội. Thành thử người nào cũng muốn chăm sóc cho nó.
Có lẽ bí quyết của tôi chỉ là khờ khạo. Khi chúng ta quá khờ, Thượng Đế chăm sóc chúng ta. Như vậy lúc nào chúng ta cũng ở bên Ngài, bởi vì Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta. Chúng ta quá ngây thơ, chúng ta sẽ chết nếu Ngài bỏ rơi. Chúng ta săn sóc một em bé quá nhỏ, quá thơ ngây, không biết làm gì cả, và luôn luôn ở cạnh nó, che chở, bảo bọc cho nó ngày 24 tiếng. Nếu chúng ta giống như em bé, thì chúng ta luôn ở cạnh Thượng Đế, và mọi thứ đều được người lớn lo cho. Tôi dựa vào quyền năng của Thượng Đế để truyền cho quý vị pháp môn này. Tất cả những gì tôi làm đều là do Thượng Đế làm, không phải do con người bình thường này. Như vậy an toàn hơn, bởi vì người thường có thể lầm lỗi, nhưng Thượng Đế thì không. Giống như câu nói, người có trí huệ giống như một kẻ khờ. Nếu chúng ta khờ dại tới mức đó, Thượng Đế không thể làm ngơ. Ngài sẽ làm mọi việc và chúng ta sẽ không lầm lỗi. Khi tôi còn làm đệ tử và bị bạn đồng tu hiểu lầm hoặc âm mưu gì đó, tôi cứ lờ đi. Tôi nghĩ sư phụ biết hết, Ngài sẽ lo tất cả. Lòng tin của tôi rất cao, không trách móc hay cố gắng giải thích gì cho mình. Tôi hoàn toàn đặt chính mình, thân, khẩu, ý và cuộc đời tôi, quá khứ, hiện tại, tương lai, trong tay sư phụ. Thành thử tôi cảm thấy an toàn như một đứa bé, không phải làm gì cả theo ý của tôi. Có lẽ đây là bí quyết. Thời gian đó tôi cảm thấy rất an toàn, không phải lãnh trách nhiệm. Cho nên tôi cảm thấy thảnh thơi, nhẹ nhàng, không buồn bã, lo âu. Bởi vì sư phụ biết tất cả, Ngài vĩ đại nhất. Trong lòng tôi cảm thấy như vậy. Chẳng bao giờ thấy buồn, bây giờ mới bị. Hồi đó chuyện gì cũng hoàn mỹ. Khi còn là đệ tử, tôi để mọi thứ cho sư phụ an bài. Không một cái gì để than phiền, bởi vì trong lòng tôi biết Ngài sẽ chăm sóc cho tôi. Đó là bí quyết duy nhất của tôi, tin tưởng tuyệt đối. Nếu quý vị không có lòng tin nơi tôi thì tin nơi Thượng Đế tối cao, Phật Tổ. Ngài nhìn thấy mọi hành động của chúng sinh và sẽ chăm sóc tất cả. Ngài thật sự sẽ làm vậy. Linh hồn của người tu hành được tự do. Đa số người tại thế giới này không thể đi thăm những thế giới khác, không thể đến các tinh cầu khác thăm. Nhưng có một số người tu hành ít nghiệp chướng và có người bảo lãnh, thì họ có thể đi lại chút ít. Như những tù nhân trong nhà giam, có khi họ có thể ra ngoài làm việc, quét dọn đường phố, nhặt rác, làm chút việc công cộng ở bên ngoài, để đền bù những lỗi lầm của mình. Có người không thể đi xa khỏi nhà tù, trong khi có người có thể đi thật xa trong những xe cảnh sát để làm việc cả ngày trước khi trở về lại nhà giam. Cũng tương tự, đa số người ở thế giới này không thể đi thăm các thế giới khác, trong khi những người tu Pháp Môn Quán Âm có thể thường xuyên ra ngoài. Nếu chúng ta tinh tấn tu hành, có tư cách tốt và chuyên tâm khi hành thiền, thì chúng ta sẽ ra ngoài được. Có khi chúng ta không biết là mình đã ra ngoài rồi, nhưng khi tỉnh dậy chúng ta cảm thấy hình như mới vừa từ nơi nào rơi xuống rất nhanh, hoặc thình lình nhận thấy hào quang rất sáng, thì chúng ta biết mình mới từ cảnh giới cao trở về. Tôi có nói với quý vị, tại sao quý vị không ý thức điều này? Bởi vì nếu quý vị biết được thì rất phiền phức, quý vị sẽ sợ hãi. Giống như có một vị vừa mới ra khỏi nhìn thấy thể xác mình nằm nơi đó quá đẹp, sợ người khác cướp đi mất. Sư phụ cười. Đôi lúc ban đêm tôi đem quý vị đi học, nếu không quý vị sẽ không tiến bộ. Ban ngày quý vị vừa bận, khi tọa thiền lại ngủ gục, như vậy làm sao có thời giờ để học. Chỉ trong giấc ngủ, để thể xác lại nơi đó, gọi hộ pháp giữ gìn thân thể quý vị, sau đó đem linh hồn của quý vị đi chơi và đi học. Dĩ nhiên khi trở về, đầu óc của quý vị không thể nhớ được, vì đầu óc chỉ là một công cụ mà thôi, như cái máy điện toán vậy.
Chúng ta có phương cách câu thông hay gián đoạn linh hồn hay đầu óc của mình nếu chúng ta muốn. Những người thọ tâm ấn đều có cách gián đoạn với linh hồn hay đầu óc của mình, ít nhất là khi quý vị ngủ hay thiền, tùy vào định lực của quý vị. Khi quý vị ngủ, đầu óc ít quấy nhiễu quý vị nhất. Nó biết lúc bấy giờ không cần ghi nhận gì hết. Nó biết là quý vị đang ngủ, nên nó cũng thư giãn và nghĩ rằng không có gì để làm. Vào lúc đó, tôi lặng lẽ đem linh hồn của quý vị đi, mà không cho đầu óc quý vị biết. Cho nên khi trở về, nó vẫn không biết gì hết, trừ khi thình lình bị bà vợ thúc một cái hay bị ông chồng quấy rầy, rồi quý vị chợt tỉnh dậy và nhìn thấy một vùng hào quang sáng rực hoặc cảm thấy rất nhẹ nhàng, cảm giác lạ lùng, khó tả. Rồi quý vị biết là mình vừa mới trở về từ một cảnh giới cao. Linh hồn luôn ở với Thượng Đế. Vấn: Kính thưa sư phụ, con xin cảm ơn từ tận đáy lòng con về tất cả những điều tốt lành đã xảy ra trong cuộc đời con từ 2 năm nay. Con cảm thấy con đã tiến bộ rất nhiều, nhưng con vẫn không có cái gọi là thể nghiệm tâm linh mà con đọc được trong bản tin. Con thiền giống như là ngủ dậy, con luôn luôn ngủ gục. Đó là vấn đề duy nhất của con. Sư phụ, làm sao quý vị biết là mình ngủ khi quý vị không tỉnh? Có thể là quý vị đang nhập định. Vấn: Con không biết. Chắc chắn là con không biết sự khác biệt giữa ngủ và nhập định. Sư phụ, không thể nào mỗi lần quý vị ngồi thiền là đều ngủ gục. Có thể đôi khi, nhưng không thể luôn luôn như vậy. Điều đó không hợp lý. Bởi vì mỗi ngày quý vị cảm thấy khác, làm sao quý vị có thể ngồi đó ngủ gục mỗi ngày được? Có ngày chúng ta muốn ngủ mà cũng không thể ngủ được, phải không? Cho nên điều đó không thể xảy ra được. Chắc chắn là đôi khi quý vị cũng đã nhập định. Ngay cả khi quý vị ngủ, Minh Sư cũng mang quý vị ra ngoài thân thể và chăm sóc, dạy giáo lý cho quý vị, để khi trở lại thân thể, quý vị có trí huệ hơn, hạnh phúc hơn, có tình thương hơn, mãn nguyện hơn, xả bỏ hơn. Vấn: Dạ, cũng có ít. Bởi vì sau đó con cảm thấy rất tốt, nhưng con không thể nhớ là đã thấy Thượng Đế hay thấy gì. Sư phụ, đúng vậy. Đôi khi quý vị không thể nhớ vì bộ óc không đủ khả năng để nhớ. Một số người có thể nhớ, một số không thể nhớ. Không sao. Vấn: Chỉ nhớ bằng linh hồn không được sao? Sư phụ, linh hồn không cần phải nhớ điều chi cả. Linh hồn lúc nào cũng có mặt ở đó, chỉ có đầu óc mới cần nói với quý vị. Đẳng cấp của linh hồn luôn luôn tự do, đồng nhất với vũ trụ. Chỉ là vì đầu óc giữ linh hồn làm tù nhân ở đây. Khi trở lại, quý vị trở về nhà tù thân xác. Khi linh hồn đi ra, nó được tự do. Đôi khi nó không đem đầu óc theo, cho nên đầu óc không nhớ gì cả. Nó chỉ ngồi đó ngưng làm việc và linh hồn đi ra thưởng thức, cũng giống như khi quý vị ngủ. Khi quý vị ngủ là lúc linh hồn ra khỏi thân thể, bởi vì suốt ngày quý vị làm linh hồn mệt mỏi. Khi linh hồn chịu không nổi sự phiền nhiễu quá nhiều từ thế giới này, hay áp lực quá nặng, hay bị đàn áp quá nhiều, thì nó bỏ đi. Càng mệt mỏi, quý vị càng ngủ nhiều. Đó là vì linh hồn không cảm thấy sung sướng để ở trong thân thể nữa. Nên nó đi ra, đổi mới, được tự do một thời gian, rồi có thể trở lại và tiếp tục. Đó là vì sao quý vị ngủ, bởi vì linh hồn đi ra ngoài ban đêm. Khi trở lại, quý vị không nhớ điều gì. Quý vị chỉ cảm thấy khoan khoái, bởi vì linh hồn vừa được khoan khoái. Tu hành là để ban tặng. Chấn: Câu hỏi của con về nhân quả và ảnh hưởng của nhân quả đối với phát triển tâm linh. Ngoài nhân quả chúng ta tự tạo cho mình, có đúng thật là chúng ta gánh nhân quả của thân nhân, hôn phối và thân quyến của họ không? Bên ngoài việc thiền nhiều hơn, chúng ta có thể làm gì để đốt đi nhân quả này cho chính mình
và người nhà của mình. Làm sao chúng ta có thể lãnh hội điều đó từ một quan điểm từ bi thay vì xem đó là gánh nặng? Xin cảm ơn sư phụ. Sư phụ, điều đó khó, dĩ nhiên. Bất cứ ai liên hệ với chúng ta, tự động là chúng ta phải gánh thế nào đó, gánh nặng nhân quả của họ. Nhưng nếu là tình thương, chúng ta gánh với sự vui vẻ. Tôi biết điều đó khó, nhưng sự việc là vậy. Chúng ta không thể cứ nói tội lỗi của cô ta không liên hệ đến tôi, và rồi cứ nhắm mắt lại và xong. Không phải như vậy. Nếu chúng ta thương ai hoặc tiếp xúc thân thiện với người nào đó, công đức của mình sẽ được san sẻ với người đó. Đó là lý do một người tu hành thậm chí 5, 6, 7, 9 đời được lợi ích, đời này, đời sau và những người đã quá cố. Đồng thời chúng ta sẽ làm lợi ích cho xã hội bằng cách tu hành nhờ công đức của mình. Lý do công đức được san sẻ là vì chúng ta cũng chia sẻ mọi thứ trên thế gian này với nhau. Chúng ta chia sẻ thức ăn, mọi người đóng góp điều gì đó vào xã hội và chúng ta cũng dùng đến. Nó liên hệ với nhau thế nào đó và tùy công đức của quý vị lớn bao nhiêu, tùy lực lượng tâm linh của quý vị lớn bao nhiêu, người thân và bạn bè sẽ được lợi ích nhiều hơn hoặc ít hơn. Rất tiếc là quý vị cảm thấy có gánh nặng. Quý vị không nên cảm thấy như vậy. Những người không tu hành, không đi cùng đường với quý vị nên cảm thấy tội cho họ hơn. Bất cứ gì quý vị có thể cho họ thì nên cho. Dù sao, nó sẽ được thực hiện một cách tự động, trừ phi quý vị không muốn liên hệ với ai. Quý vị đi vào rừng, ăn lá khô, hái trái dâu và các thứ. Lúc đó có lẽ quý vị có ít hơn để san sẻ. Nhưng mục đích của sự tu hành không phải là để giữ tất cả cho mình cưng. Mục đích là để ban tặng. Giống như chúng ta kiếm tiền, nếu có rất nhiều tiền hoặc có dư tiền, chúng ta nên chia sẻ. Chúng ta nên cảm thấy tội cho những người không hướng về sự tu hành bởi vì họ là những người khốn khổ. Họ mất mát rất nhiều. Chúng ta có giá trị tâm linh, có lực lượng tu hành để dựa vào. Chúng ta may mắn. Vậy hãy cảm thấy may mắn và cảm thấy thương xót những người không may mắn như vậy. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bản tin và các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.